mến chào quý cô chú anh chị à, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube nhà đất thì anh chị thì hôm nay em xin phép giới thiệu cho quý anh chị mình một siêu phẩm mặt tiền đường nha anh chị nó đường xá rộng rãi thông thoáng kinh doanh mua bán rất là sầm uất luôn đây là mặt tiền đường võ văn Dũng nha anh chị à, phía trước mặt anh chị em đang zoom lại thì ngay chỗ mà xa, xa xa xe nó chạy rất là nhiều anh chị nói cái từ màu đỏ, đỏ đó 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 là đường nguyễn sơn à, khu vực này là khu vực phân lô nguyễn sơn rồi anh chị nguyễn sơn rồi Thợ Ngọc Ba Âu rồi Hồ uh, Lộc Nguyễn Sơn rồi Hiền Vương rồi đó anh chị đó <laughs> thì hôm nay em giới thiệu cho anh chị mình một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh mua bán rất là ok nha anh chị xung quanh đây họ kinh doanh mua bán rất là nhiều mặt tiền đường võ văn dũng phường tây Thành, ở phường phú thạnh quận tân phú nha anh chị đó căn nhà màu xanh mình nè <laughs> đây đây là cái hướng ngược lại nè anh chị đó đây là cái hướng ngược lại nè đó, thì anh chị nhìn cái trước mặt mình là ngã tư ngay chỗ đường uh, võ văn dũng với đường lê Lâm anh chị đó thấy anh chị thấy không đường xá thì xung quanh họ kinh doanh cũng rất là nhiều mình đi thẳng đây là đi ra ngay khu vực mà thạch lam rồi đó anh chị đó thì bây giờ em mời anh chị vào xem chi tiết căn nhà nha anh chị này đây là một căn nhà bên trong mình nè nhà thì mới cho thuê người ta cũng mới dọn đi anh chị đó bây giờ thuê cũng mới dọn đi <laughs> này nhà này á thì có kết cấu á là ngang 4 dài cho là 8 À, xây dựng á, là một trệt một lửng à, một lầu ở trên có sân thượng nữa nha anh chị nó ở trên là một cái sân thượng ba phòng có ba phòng ngủ hai nhà vệ sinh có ban công giếng trời đầy đủ hết anh chị ha đường nhựa trước nhà giống như anh chị thấy là rất rộng rãi thông thoáng đây đây là nhìn lại không quanh này anh chị kinh doanh mua bán rất là ok nha anh chị thì giá chủ nhà hiện tại đang mong muốn là 5 tỷ 300 triệu nhà có sổ hồng riêng mua bán là công chứng ngay nha anh chị đó, anh chị nào quan tâm căn này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới à, 0949 900 589 nha anh chị Đó, và bây giờ mình cùng đi xem chi tiết căn nhà nè <laughs> Đây, đây là tầng lửng phía trên nha anh chị Thì cái khu vực này thì tùy, anh chị có thể thiết kế làm phòng khách để tiếp khách cũng được Đó, và ở dưới thì mình để xe rồi mình làm phòng bếp, rồi nhà ăn rồi này kia rồi Trên này thì mình làm một cái phòng khách nó thì tầng lửng vẫn có nhà vệ sinh ha <laughs> Đây, mình đi lên lầu tiếp nha anh chị Này một trệt một lửng một lầu này là cái lầu ở trên anh chị. <laughs> này ở trên lầu mình sẽ có hai phòng ngủ ha. Đây đây là phòng ngủ một một phòng ngủ bên đây, một phòng ngủ bên đây và một phòng ngủ bên đây Phòng ngủ bên đây thì nó sẽ có ban công ha, Đó. <laughs> giúp thì có ánh sáng ánh gió tự nhiên nha. nè đường xá rộng rãi ừ, anh chị mua cho thuê kinh doanh cũng rất là ok. À, xung quanh này họ có bán đồ ăn sáng luôn rất nhiều <laughs> Thấy không? bán tập hóa rồi cũng rất là nhiều anh chị anh chị mua cho thuê cũng được mua ở cũng rất là thuận tiện đây ở bên kia là nhà vệ sinh anh chị còn mình sẽ đi lên lên lầu trên nữa ở trên là sẽ, sẽ có trên lầu nữa anh chị này mình lên lầu này anh chị nè ở trên này là sân sân thượng anh chị đây đây là khoảng không gian sân thượng nè em sẽ mở cửa cho anh chị xem đây <laughs> mới ra. nói chung là ở đây anh chị mình tận dụng thể tận dụng làm khu vực phơi đồ cũng được hoặc là anh chị dựng cây lên để làm khu vực trồng cây xanh cũng được trồng rau này kia cũng rất là thoải mái rất là rộng luôn anh chị tại có sân thượng rất là rộng luôn đó <laughs> này anh chị thấy hoàn cảnh xung quanh không nhà ta sẽ cao tầng rất là nhiều anh chị nào quan tâm căn này thì cứ liên hệ trực tiếp à, cho em theo số điện thoại bên dưới 0949 -900 589 nha anh chị đó, thì em xin nhắc lại á, nhà này có diện tích á là ngang 4 dài cho là 8. Kết cấu á là một trệt, một lửng, một lầu và một lầu lầu nữa là ở trên là sân thượng anh chị ha. Nó rất là rộng rãi thông thoáng. Giá hiện tại chủ nhà đang mong muốn là 5 tỷ 300 triệu. À, giá thì cũng còn thương lượng, anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho em. 0949 900 589. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.